Đây là những cây đu đủ, hôm bữa mình rải giống để mình ươm giống cho nó lên nè. Bằng phương pháp ra lấy giống trực tiếp từ trái đu đủ mình mua mình ăn, rồi mình để mình ươm ở ngoài đây nè, trong chậu, xong mình cho ra đây. Mà hôm nay nó dày đặc, mình sẽ chia sẻ cho các bạn trồng cây đu đủ cách trồng như thế nào nha. Thì lấy giống hữu công thì mình trái đu đủ mua về ăn, lấy hột rồi mình ra đất, mình cứ ươm vào đất, xới đất mình cho mình ươm vào. Khi nó mọc nhiều như thế này nè, mọc một chỗ một chùm vậy thì nó không thể có trái được, nó lên cũng không có đủ độ rộng để cho nó lớn. Bây giờ thì mình sẽ bứng nó trồng, mà chia sẻ cho các bạn cách trồng như thế nào để bứng nó lên trồng xuống mà nó không bị suy, nó không bị rụng lá hết, nó còn lá y về nó vẫn lên tốt bình thường nha. Thì đây mình làm hoài nên giờ mình chia sẻ lại ha. Cái nào cũng được, nếu cây bự thì các bạn lấy xuống cuốc, các bạn đào bự lên, đào cái gốc nó khoảng rộng, có lấy đất chứ đừng nhổ có rễ không thì nè, cái này nhổ rễ không nên dăm nó xuống thì nó chết vậy nè. Nếu các bạn nhổ vậy thì nó sẽ chết nha, nó không có lên đâu, nó sẽ héo gì nè. Cho nên phương pháp để nó lên trồng xuống nó vẫn còn tốt như thế này, các bạn xem chọn cây nào cũng được, cây bự cây nhỏ cũng được, nhưng mà cái phạm vi các bạn bứng rễ của nó cho nó thật là rộng. Mình lấy cây nhỏ này nè, bứng nè, coi nè, bứng thẳng luôn, lấy có rễ cái bầu đất luôn. Các bạn thấy không, bứng có rễ cái bầu đất như thế này thì các bạn cứ trồng, đào cái hố nhỏ và cho phân vô, thì phân chuồng với lại cho tráo là ok. Cứ như thế này các bạn bứng như thế này là bảo đảm 100%, không hồi suy, không hồi rụng lá luôn. Như thế này nó lên tốt như nó ở trồng tại ươm tại chỗ vườn ươm như thế này luôn nha các bạn. Đó, đây là phương pháp bứng để trồng một cây đu đủ sống 100%. Bây giờ mình đem lại cái chỗ trống mình trồng, với cả vườn ươm như thế này đặt như thế này thì nó sẽ không rinh trái, nó không lớn, cho nên mình bứng mà phương pháp bứng cây đu đủ để trồng cho nó sống 100%. Đây có bầu rễ luôn, bầu đất luôn, trồng xuống nó không hề suy luôn. Cứ như thế này ươm nó sẽ lên thôi, không có suy nữa. Chỗ này đào sẵn rồi, cứ bỏ cây đu đủ này xuống để bầu đất nó xuống. Gắn chặt gốc, ok, là phương pháp rất hiệu quả nha các bạn.